Hello, xin chào các bạn. Thì hiện tại tay mình có cái hộp mới mua cái camera hành trình cho xe hơi. Bây giờ mình sẽ mở ra. Mình cái này mình order trên Amazon. Đây là cái nhãn hàng mà mình mua resin. Cái này mình thấy review cao cho nên mình chọn loại này. Cái này là dual camera, là có một cái camera trước và một cái camera sau. Để bao tròn toàn cảnh trước và sau của xe. Đây thì cái này là chỉ quảng cáo, và đây là cái camera hành trình nhất nhỏ gọn. Cái này là gắn vào gương, cái windshield á, gắn vào gương rất nhỏ gọn. Và sau này là cái màn hình. Cái này là cá chạc. Này là USB dành cho đầu USB. Cái này là để gắn vào trên cái kính xe rồi mình gắn vào đây. Đây. Đó. Cái này có thể điều chỉnh được nhé. Còn cái này là cái camera đặt ở sau, cần sau. Cái này là dạng có miếng băng keo dán vào nên gương xe sau. Đây, camera sau đây. Nhỏ gọn thôi. Và đây là dây để đi về phía trước. Đây là dán vào nơi kề gương trước. Và đây là có cái catalog. Thì chất liệu thì mình thấy cũng good. Đây là mình nghĩ là hàng Trung Quốc, có cái logo ở đằng phía sau này. Và lý do mình mua cái này á là vì an toàn. Mình chạy 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 xe chạy đi bán khá nhiều cho nên chạy còn đường dài thì có cái này thì tốt cho mình thôi. Lỡ có chuyện gì thì cái này lưu lại. Hai cái hai bên có thể bằng được. Ok, đây là toàn bộ tất cả. Thì giá của cái này thì mình mua là 127 25 đồng hay
trên Amazon. Đây là nhãn hàng, có nhiều nhãn hàng nhưng mình thấy cái này họ mua nhiều vì là đánh giá cao cho nên mình để chọn mua loại này. Ok. Xin chào các bạn.